anh em nhá. Nay câu cá bống kiếm được thằng đệ mang hẳn cần để câu con voi đi câu cá bống. Ui giời. Tình hình rất tình hình sắp mưa. Chết đòn. Bẻ hai cành cây chõ đẻ đi ông quả này. Đẻ làm cần nữa chứ. Đây xuống xuống. Đi về à? Ui, cái này rậm lắm. Dài đi. Đó. Mét rưỡi đi. Mét rưỡi không? Đây anh em đi câu cá bống các bác nhá. Đây suối rất trong và đẹp. Rất tiếc trời sắp mưa. Nhưng không sao hết. Mưa cũng câu. Tôi hướng dẫn các bác cách mắc mồi câu cá bống. Không dùng cần mà dùng que. Sỏ kim và chỉ. Đi đầu. Có mưa thật. À, nên là Xuân run được kim đấy à?
kéo cắt. Còn dao kìa, được không? Sau đây chúng ta bắt đầu tiến hành đi câu cá bống các bác nhé. Suối rất đẹp nhưng mà những viên đá này có rêu rất là trơn. Vì thế mà khi mà đi các bác chuẩn bị giày dép cẩn thận. Và đi cẩn thận không là trượt ngã là rất nguy hiểm đến tính mạng. Các bác nào mà mới đi suối thì cũng phải cẩn thận. Và đi nhiều rồi thì vẫn phải cẩn thận. Nhìn thấy không? Nhìn thấy nhiều lắm, tôi biết lấy cầu gì. Cắn đất bùm. Bò đầy lên đây. Ê, cần thủ toàn nhưng mà chưa biết cách câu. Đấy. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cách câu cá bống. Rất đơn giản. Rồi các bạn đợi tí nha. Rồi sau đây tiến hành đi câu cá bống. Các bác nha. Ê, bạn toàn thì câu nhưng mà chưa thấy được con nào. Câu cá bống thì chúng ta phải dùng rổ để hứng hoặc là dùng cái gì túi bóng, không nó rất dễ rơi. Bù nhiều lắm. Ôi. Rất nhiều. Cá bống. Ui giời. Tuyệt. Bé quá. To to tí. Vậy bống chân nó to hơn cá này nhỉ? Cái này bé. Thì thường con to như thế. Ừ. Một con to. Bé quá. Chưa lớn. Ây. Tại mày chết. Tôi câu hết con bé này thì con to đi. Rồi tiếp tục câu cá bống. Cá bé quá. Đang về trong cái nước thủy điện câu sâu.
đỡ gì. Cháy thằng đá nữa đây ra. Cá bống ở suối rất là nhiều nhưng mà bé. Tháng 8 cũng chưa lớn, chắc phải đợi đến tháng 9, tháng 10 cũng không to được. Bác nào mà kiên trì câu thì một ngày cũng được 1 cân, đủ về uống rượu. Câu bóng chán anh em lại đi câu cá to xem có được con cá to nào không. Hồ này rất là rộng,
không biết tối nay là có được con cá nó uống rượu hay không. Các bác chờ em tí nhá. Là một con chép 5 cân về uống rượu. Chiều đường nào vào đây? Toàn ơi, đường nào đấy? Rất khó đi. Cái gì? Đâu? Ôi. Còn nó này á? Ui ôi. Nặng quá, nhiều đồ quá. Trời mưa rất to, rất đen, hôm nay anh em đi câu quá đen. Được muốn quá quả to hơn ngón tay. Phải
Ôi trời ơi. Con chuối đây này, cái quả đây. Quả đâu? Đây đây. Cá treo đồi sao? Đi đâu quả đâu? Quả này. Cá treo đồi. Đây đây, đây đây gọi là cá treo đồi. Không phải cá quả. Sướng quá, được con cá. Cá loại là không to ở đâu. Mới to hơn đấy. Đấy là quả mấy chim. Rồi có xương rồi. Lửa đã nổi sẵn rồi nha các bác nha. Kết quả đi câu cá trời mưa. Chuẩn bị là món cá nướng. Đủ các loại cá, trạch, bống. Và con cá này rất là lạ đây này. Con cá leo đồi. Rồi rửa đã, chuẩn bị làm món cá nướng. Sau đây xin hướng dẫn cho các bác làm món cá nướng lá chuối. Bước 1 là ướp gia vị, gồm có bột canh mì chính, hạt dổi mắc khén. Đấy, em muốn đẻ con trai, em ăn mặn, em cho nhiều muối. Bác nào cũng thích ăn mặn thì cho nhạt đi. Ta để trong khoảng 10 đến 15 phút cho nó ngấm gia vị. Bước tiếp theo là rau thơm rửa sạch, sau đó là có thể thái cho nó đỡ to hoặc là để nguyên cũng được. Đấy, rất nhiều các loại rau thơm khác nhau. Bác nào thích ăn nhiều loại rau thơm cho nhiều, không cho ít. Nhưng mà cho nhiều ăn nó sẽ thơm hơn. Thank you.
Tiếp theo là chúng ta sẽ dùng lá chuối để gói cá nướng. Trước tiên là rải một lớp rau thơm lên trước. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ cho cá vào. Xếp cá sao cho nó gọn và nó có thể trộn lẫn với rau thơm. Và cuối cùng là cho thêm một lớp rau thơm lên trên để gói cho nó đều. Và rau thơm nó sẽ bao bọc hết con cá. Chúng ta tiến hành gói cá. Các bác gói làm sao cho nó không bị rách lá. Để không bị rách lá, trước tiên là phải hơ lá cho nó dẻo. Sau đó chúng ta sẽ gói kín và không để hở. Nếu bác nào làm rách thì nước nó sẽ chảy ra, thì sau khi chúng ta nướng xong thì nó không ngon. Đấy, các bác phải gói cẩn thận để cái lớp trong cùng này nó rất là kín. Chúng ta gói nhiều lớp lá để khi mà nướng mà đốt thì nó sẽ không bị cháy. Và có thể gói nhiều lớp lá chuối. Sau đó dùng dây thép để chúng ta buộc và tiến hành nướng thôi. Cho cá lên bếp nướng thì các bác chú ý là không để lửa quá to, và chúng ta quên đi nó sẽ cháy, thì nó chúng ta sẽ thành món gọi là cá cháy. Đấy, cá bây giờ đã chín rồi, chúng ta sẽ để ủ nó nóng. Khi nào mà ăn thì chúng ta sẽ mở ra. Còn ta vẫn để trên bếp. Món tiếp theo là món cá bống xào với rau dớn, đu đủ và cà dại. Đối với món này thì trong video lần sau thì tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bác để làm cái món này. Và chúng ta sẽ dùng hoa đu đủ và lá đu đủ kết hợp với rau dớn. Và khi mà có cá bống thì nó ăn rất là thơm và ngon. À, xin mời các bác nha. Nhìn rất là hấp dẫn. Món này thì ăn thì rất là ngon. Và ăn nhiều nó dễ bị nghiện. Đấy, các bác không nên ăn nhiều, ăn nhiều sẽ dễ bị nghiện. Là gì anh? Chị Mai à? Từ 1 đến 88. Dạ. Mở chỗ món cá này. Chín không? Chắc chín đấy. Ông kiểm tra cháu chín không? Chín. Anh biết cái này là gì? Ôi, chín rồi. Chín rồi.
Có vẻ nó cũng có nước ở trong là chín, nước ở trong rồi. Sau một hồi chiến đấu no say thì phép kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Nếu thấy hay thì like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ. Xin cảm ơn các bác.